40. Phẩm Ma Sự Lúc bấy giờ, cụ thọ thiện hiện Bạch Phật, Bạch Thế Tôn, Phật đã khen ngợi công đức đã có của các thiện nam tử, thiện nữ nhân, vì cầu chứng quả vị giác ngộ cao tổ tu hành sáu phép ba la mật đa, thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật. Bạch Thế Tôn, vì sao thiện nam tử, thiện nữ nhân ấy, vì chứng quả vị giác ngộ cao tổ trong những lúc tu hành lại bị ma sự làm trở ngại? Phật dạy này thiện hiện nếu Đại Bồ Tát ưa nói pháp yếu mà biện tài chẳng xanh ngay, thì nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Bạch Thế Tôn, vì sao Đại Bồ Tát ấy ưa nói pháp yếu mà biện tài chẳng xanh? thì gọi đó là ma sự này thiện hiện đại bồ tát ấy khi tu hành bát nhã ba la mật đa việc tu bát nhã ba la mật đa khó được viên mãn việc tu tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa khó được viên mãn do nhân duyên này đại bồ tát ấy ưa nói pháp yếu mà biện tài chẳng sanh thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện nếu đại bồ tát ưa tu hạnh thủ thắng mà biện tài chậm phát sanh thì nên biết đó là ma sự của bồ tát bạch thế tôn vì sao đại bồ tát ấy ưa tu hạnh thủ thắng mà biện tài chậm phát sanh mà đó là ma sự này thiện hiện đại bồ tát ấy tu hành bố thí ba la mật đa tu hành tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa vì không có phương tiện quyền xảo nên biện tài chậm phát sanh do nhân duyên này nên đại bồ tát ấy ưa tu hạnh thủ thắng mà biện tài chậm phát sanh nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi sao chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà vươn vai ngáp dài thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi sao chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà bỗng nhiên cười giỡn thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi sao chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà khinh miệt nhau thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi sao chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà thân tâm nhiễu loạn thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi sao chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà tâm sanh hiểu sai văn cú đảo lộn thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi sao chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà bỗng dưng có sự việc xảy ra khiến không hoàn tất được thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi sao chép kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà bỗng nhiên nghĩ thế này ta đối với kinh này chẳng được bổ ích sao chép làm gì liền bỏ đi thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi thọ trì đọc tụng tư duy tu tập nói nghe kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà vươn vai ngáp dài thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi thọ trì đọc tụng tư duy tu tập nói nghe kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà bỗng nhiên dẫn cười thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi thọ trì đọc tụng tư duy tu tập nói nghe kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà khinh miệt nhau thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi thọ trì đọc tụng tư duy tu tập nói nghe kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà thân tâm nhiễu loạn thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi thọ trì đọc tụng tư duy tu tập nói nghe kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà tâm sanh hiểu sai văn cú đảo lộn thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi thọ trì đọc tụng tư duy tu tập nói nghe kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà bỗng dưng có sự việc xảy ra khiến không hoàn tất được thì nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi thọ trì đọc tụng tư duy tu tập nói nghe kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa mà bỗng nhiên sanh ý nghĩ thế này ta đối với kinh này chẳng được bổ ích thì cần gì phải khổ nhọc liền bỏ đi thì nên biết đó là ma sự của bồ tát